Chào các bạn, quay trở lại với xưởng sản xuất Phạm Tuyên nhé. Đấy, đây là cái con máy nướng của bên mình đây. Hàng đang test để trước khi bàn giao cho khách. Đấy, đây là khách ở ngoài Quảng Ninh. Lấy cái con máy nướng của bên mình. Đấy, anh em các bạn có nhu cầu về máy tráng, máy nướng, rồi xưởng sấy, nhà sấy. Đấy, đây là hệ thống dây chuyền nhà sấy của bên mình đây. Đấy, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đấy, đang gia công hoàn thiện để đưa đi lắp đặt cho khách. Đấy, các cái dòng phên, phên bánh của bên mình đây. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ số điện thoại của xưởng sản xuất Phạm Tuyên. Đấy, các cái dòng phên tráng bên mình cung cấp đầy đủ luôn, nhà sấy rồi phên tráng rồi điều hòa sấy, điều hòa tách ẩm, nói chung là chuyên ngành bánh tráng, bánh nướng là đầy đủ cho anh em và các bạn luôn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ số điện thoại bên mình đây, tư vấn lắp đặt chuyển giao công nghệ. Đấy, giao hàng toàn quốc, bảo hành bảo dưỡng cho anh em luôn.